Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đường Hai Chiều. Và ở đây thì chúng ta đang có một cái gian hàng của Mitsubishi tại VMS 2022. Và khi mà các bạn nhìn thấy cái màn hình kia thì chúng ta có thể thấy được cái slogan của Mitsubishi năm nay, nó sẽ là Adventure Together, tức là chúng ta đi những cái chuyến đi, những cái chuyến hành trình cùng với nhau. Và khi mà nhắc đến những cái chuyến hành trình thì rõ ràng là những cái chiếc xe Mitsubishi là một trong những cái tên mà có lẽ là rất là thích hợp để chúng ta sử dụng nó trên những cái chuyến hành trình, những cái chuyến gọi là adventure đấy. Ở thực ra cá nhân mình thì trước đây mình cũng đã từng sử dụng một cái dòng xe của Mitsubishi, chiếc Outlander phiên bản all-wheel drive ấy, dẫn động 4 bánh ấy. Thì phải công nhận là Mitsubishi là những cái chiếc xe mà có khả năng cầy nó rất là trâu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi lướt qua xem là cái gian hàng của Mitsubishi ở VMS thì nó có cái gì. Thực ra có rất là nhiều cái hay đấy, các bạn chờ xem trong video nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải đến ngay với cái chiếc xe bên cạnh mình đây. Có lẽ là đứng ngay bên cạnh thì phải nói luôn về nó, đây là chiếc Mitsubishi Xpander. Và có lẽ là nói về Xpander thì chúng ta sẽ không phải thắc mắc nhiều xem đây là cái xe gì hay là nó như thế nào nữa. Đây là một cái tên có thể nói là top, đứng top trong cái phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam. Và thực sự là với cái doanh số của Xpander thì nó quá là khủng khiếp. Và cho đến bây giờ nhớ không nhầm đâu đấy thì Xpander đã bán được khoảng tầm loanh quanh trên dưới 70.000 xe tại Việt Nam. Và ở đây thì chúng ta đã có một cái phiên bản mới, một cái phiên bản với một cái thiết kế nó rất là mới. Thực ra cái phiên bản này thì nó không phải là mới ra mắt, và có lẽ ở trên đường thì chúng ta gặp rất là nhiều rồi, vì từ khi ra mắt cái chiếc xe này thì nó bán cũng rất là chạy. Đó, và có lẽ là đây là một trong những cái chiếc xe thành công nhất của Mitsubishi trong cái thời điểm hiện tại, trong vài năm gần đây tại thị trường Việt Nam, khi mà nó đáp ứng được đủ những cái nhu cầu của một cái gia đình nhỏ, cũng như là thậm chí là những cái đối tượng sử dụng xe để kinh doanh, dịch vụ. Một cái chiếc xe 7 chỗ này, rộng rãi này, điều hòa rất mát này, và quan trọng nhất là nó có cái tính kinh tế cao, cũng như là cái mức độ tiết kiệm của nó thì rất là tốt. Đấy là lý do vì sao mà Xpander thì nó lại thành công. Và tất nhiên là ở trên phiên bản mới này chúng ta có rất là nhiều những cái công nghệ nâng cấp mới. Đường Hai Chiều thì cũng đã nói về cái chiếc xe này trước đây rồi, giờ thì nâng cấp về phanh tay điện tử vân vân, màn hình mới, nội thất mới rất là đẹp. Thế nhưng mà đi sang bên đây thì mới là một trong những cái điểm thực sự là nổi bật của gian hàng Mitsubishi tại VMS năm nay. Đó chính là chiếc Triton. Thực ra Triton thì là một cái mẫu xe bán tải rất nổi tiếng ở Việt Nam. Thế nhưng mà cái chiếc Triton này thì có lẽ là một cái chiếc xe rất là đặc biệt. Đây là chiếc Triton của AK Racing Team, tức là một cái đội đua của Việt Nam. Và với cái chiếc Triton này thì AK Racing đã chinh phục được rất là nhiều cung đường khác nhau. Họ đã thành công được rất là nhiều những cái giải đua khác nhau. Và bật mí một chút là trong tháng 11 tới thì mình cũng sẽ đi cùng với cả AK Racing sang Thái để cùng tham gia với một cái giải đua nữa trong năm nay. Chắc chắn là sang tháng thì các bạn sẽ có video để xem thực tế cái chiếc xe này nó thể hiện như thế nào. Nhưng mà nhắc đến Triton thì có lẽ là đến thời điểm hiện tại cũng không có gì phải nói đi nói lại nhiều. Chúng ta đều biết đến Mitsubishi, họ nổi tiếng với cả Super Select như thế nào. Super Select 2 ở trên Mitsubishi, ở trên Triton, ở trên Pajero Sport là cái hệ thống dẫn động mà có lẽ là vẫn phải nói là nó rất đáng nể ở cái thời điểm hiện tại, nói về cái khả năng off-road của nó. Chưa kể đến việc là cái hộp số 6 cấp của Triton chạy rất là hay. Ở trên cái chiếc xe độ này thì các bạn có thể thấy là tất nhiên với một cái chiếc xe đua, một cái chiếc xe chúng ta phải thực hiện những cái cung đường nó rất là nặng nề, rất là hardcore, thì cái điểm đầu tiên các bạn có thể thấy là hệ thống giảm sóc ở đây chúng ta đã được nâng cấp rồi. Đó, một cái hệ thống giảm sóc nhìn rất là phức tạp, cũng như là toàn bộ những cái phần ví dụ như kiểu là càng A này cũng phải được bọc rồi che chắn lại, nó rất là cẩn thận đó. Và đồng thời với đó thì các bạn có thể thấy là đây là họng gió cũng phải làm cao để chúng ta có những cái đường phải lội sâu, rồi lội ngập nước rất là sâu, thì khi này gió nó ở trên cao này thì mới lấy được gió. Thế đấy là lý do vì sao mà chúng ta thấy những cái chiếc xe off-road thì nó hay có những cái trang bị chi tiết như thế này. Ngó qua một chút về nội thất của chiếc Triton. Cửa xe lại đóng mất rồi, hơi tiếc một chút. Thế nhưng mà nếu như mà nhìn qua cánh cửa thì các bạn có thể thấy là ở bên trong nội thất của chiếc Triton thuộc AK Racing thì chúng ta sẽ có một cái phần nội thất được làm lại hoàn toàn, sẽ có những cái thiết bị
để đo đạc, để thông tin, để hỗ trợ cho cái việc chạy xe cũng như là những cái trang bị ở bên trong xe thì nó cũng sẽ phải thay đổi. Điển hình như các bạn có thể thấy là cái roll cage, tức là cái lồng, cái khung gia cố khung ấy ở bên trong thì rất là to này. Rồi cái phần vô lăng cũng được đổi thành vô lăng racing, vô lăng đua xe, bọc da lộn giống kiểu Type R ban nãy các bạn. Và một cái phần lưới đây nữa. Đấy, rất là điển hình ở trên một cái chiếc xe tham gia những cái giải đua off-road hay là những cái giải đua rally, đúng không? Đấy, và phần thùng xe này sẽ được vận dụng tối đa tác dụng của nó. Chúng ta sẽ có thể để được hai cái bánh phụ ở đằng sau cũng như là một cái phần kích ở đây để giúp cho những cái công tác xử lý những cái sự cố của xe nó được đơn giản. Và đấy là cái điểm mà một cái chiếc xe off-road nhưng mà là một chiếc xe bán tải thì nó có thể vận dụng được cái tính năng cũng như là cái tác dụng của nó. Bây giờ chúng ta sẽ có ống xả, cái muffler của HKS carbon rất là to. Và đây có lẽ đây là một trong những cái điểm đặc sắc của cái gian hàng Mitsubishi. Và cái điểm đặc sắc nữa thì nó sẽ nằm ở trên chính giữa sân khấu ở đây, chiếc XFC. Đây là một cái chiếc xe mà Đường Hai Chiều cũng đã tham gia cái buổi lễ ra mắt vài hôm trước đây thôi. Nói về cái chiếc xe XFC này thì đây là cái chiếc xe crossover hạng B và sắp tới Mitsubishi họ sẽ đưa ra. Và cái chiếc xe này thì được phát triển để dành riêng cho thị trường Đông Nam Á. Và Việt Nam thì là cái đất nước đầu tiên trên thế giới được công bố cũng như là ra mắt cái chiếc Mitsubishi XFC này. Nói về những cái chiếc xe concept của Mitsubishi thì lấy một cái ví dụ điển hình là cái chiếc Xpander trước đây. Mitsubishi thường họ sẽ cho ra những cái phiên bản thương mại rất giống so với cả cái phiên bản concept mà họ đưa ra trước đây. Và với cái chiếc XFC này thì nó sẽ có rất là nhiều điểm mà Mitsubishi họ cho rằng nó phù hợp với cả điều kiện của Đông Nam Á. Điển hình như là ở trong cái buổi lễ ra mắt chiếc xe này mình cũng đã nói rồi, họ đã chạy thử cái chiếc XFC tại Việt Nam với một quãng đường lên đến là 4.000 cây. Và họ rất là hiểu cái đô thị, cái giao thông ở đây, cái không khí, khí hậu ở đây, để họ làm ra được một cái chiếc xe tập trung vào cho cái thị trường Đông Nam Á. Và có lẽ là những cái điểm nổi trội trên chiếc XFC này phải nhắc đến là về cái chế độ lái, về cái chế độ vượt địa hình. Nó vẫn luôn là những cái điểm mạnh liên quan đến những cái chiếc xe Mitsubishi. Thì cái chiếc xe này có một cái chế độ chạy, đó chính là wet, là chạy đường trơn trượt, đường ngập lụt. Thực sự là nó sinh ra để dành cho cái thị trường Đông Nam Á, nơi mà có một cái điều kiện nhiệt đới nó cũng hơi khắc nghiệt, cũng như là cái hệ thống giao thông thì nó không phải được quá tốt. Nhưng mà với cái chiếc xe này thì có lẽ là nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề đấy. Và hai nữa là đây sẽ là một cái chiếc xe mà nó sẽ giúp cho cái phân khúc mà bây giờ nó đang rất là nóng rồi, nó sẽ còn nóng hơn nữa và sẽ tăng cái tính cạnh tranh giữa các đối thủ ở trong phân khúc, thì người dùng sẽ là người được lợi rất là nhiều. Ở trên phiên bản concept thì có lẽ là ở trong video trên Đường Hai Chiều chúng ta đã nói quá nhiều rồi, cho nên là ở đây thì cũng không có gì để nói thêm nữa. Mình chỉ muốn lướt qua, bởi vì đây thực sự là một trong những cái chiếc xe key point, tức là những cái chiếc xe mà Mitsubishi họ muốn tập trung vào, và nó sẽ là những cái con bài chiến lược sắp tới của hãng. Rồi và bên cạnh đó thì tất nhiên ở trên một cái gian hàng Mitsubishi chúng ta vẫn sẽ phải có những cái chiếc xe đã được bán trước đây của hãng. Ví dụ như là Mitsubishi Attra, Outlander hay là chiếc Pajero Sport đều là những cái chiếc xe rất là quen thuộc với cái thị trường Việt Nam trong vài năm gần đây rồi. Vậy thì các bạn như thế nào về gian hàng của Mitsubishi trong buổi tham quan tại VMS của Đường Hai Chiều ngày hôm nay thì để lại comment ở phía bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì quên like, share và subscribe, và đừng bỏ lỡ bất cứ một video nào trong series VMS của Đường Hai Chiều. Xin chào và hẹn gặp lại.